đặc biệt là bổ sung các tính năng an toàn, cùng với đó là hệ thống dẫn động 4WD đã được thay đổi toàn bộ trên thế hệ này. Đây có nghĩa là chiếc Hyundai Santa Fe sớm nhất về Việt Nam thì đang có mặt tại tất cả các showroom trên toàn quốc. Chiếc Hyundai Santa Fe bên cạnh tôi đây là phiên bản Santa Fe máy dầu và đặc biệt. Xe được trang bị động cơ 2.2 sử dụng nhiên liệu dầu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm qua một chút về chiếc Santa Fe. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua một chút về thiết kế phần đầu xe của chiếc Santa Fe mới này. Các bạn có thể quan sát thấy toàn bộ ngôn ngữ thiết kế mới trên chiếc Santa Fe này đã được thay đổi và có một nét rất là tương đồng với mẫu Hyundai Kona mới ra mắt trước đó. Toàn bộ dải đèn LED được đẩy lên trên. Phía dưới này chúng ta sẽ có đèn pha và đèn cốp. Ở phiên bản Santa Fe đặc biệt này, cả hai hệ thống đèn này đều là đèn pin LED cho ánh sáng màu trắng. Đây là toàn bộ phần mặt ca lăng thiết kế mới dạng tổ ong. Với bản đặc biệt này chúng ta sẽ có đầy đủ cả 4 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến phía trước và 2 cảm biến hốc trước. Hốc hút gió cũng được thiết kế lại mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt các bạn có thể quan sát thấy đây là phần cản trước chống va đập được sơn màu xám, tạo thêm cảm giác mạnh mẽ cho chiếc Santa Fe này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra phía thân xe. Ở phần thân xe này, điểm ấn tượng đầu tiên trên chiếc Santa Fe bản cao cấp, chúng ta sẽ có một bộ la răng 19 inch. Ở các phiên bản còn lại sẽ sử dụng la răng 18 inch. Tay nắm cửa cùng màu thân xe được tích hợp đầy đủ các nút bấm mở cửa thông minh như thế này. Phần gương này có một chút ít sự thay đổi. Ngoài việc được tích hợp thêm xi nhan báo rẽ, chúng ta còn có thêm hệ thống sấy. Và đặc biệt các bạn có thể quan sát thấy đây là vị trí cảnh báo điểm mù. Cảnh báo điểm mù trên Santa Fe này chúng ta hoàn toàn có thể tắt đi được. Tắt như nào thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn ở phía sau của video. Chúng ta sẽ cùng di chuyển về phía đuôi xe. Ở phần đuôi xe này, điểm đặc biệt đầu tiên đó là toàn bộ hệ thống đèn này là đèn LED. Không còn bất kỳ một chi tiết đèn halogen nào xuất hiện đây cả. Phía dưới này chúng ta có đèn sương mù và đèn phanh. Cũng giống như ở phần phía trước, ở phía sau này chúng ta cũng sẽ có đầy đủ 4 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến đùi và 2 cảm biến góc. Phần cốp của Santa Fe bản cao cấp dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ có phần cốp điện. Đây là vị trí cốp điện và có thể hạ xuống được trường hợp là bị vướng. Cốp sẽ tự động nâng trả lại vị trí cũ. Một chút ít về phần hàng ghế thứ ba và phần cốp. Đây là hàng ghế thứ ba ở dưới này chúng ta chưa được lật lên. Cốp sau ở Santa Fe này thì khá là rộng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trong để xem chiếc Santa Fe bản cao cấp này có thay đổi gì phía bên trong xe nhé. Tôi đang có mặt tại hàng ghế thứ ba của Santa Fe. Ở vị trí ngồi này thì các bạn thấy là khá là thoải mái, rộng hơn một số mẫu xe 5+2 trên thị trường. Phần kệ tì tay cơ bản ổn. Tuy nhiên điểm đáng tiếc nhất trên chiếc Santa Fe thế hệ mới này đó là hệ thống cửa gió cho hàng ghế thứ ba tại vị trí này đã bị cắt bớt. Và đây tôi nghĩ sẽ là một điểm yếu mà Hyundai Santa Fe cần phải khắc phục. Chúng ta sẽ thoải mái hơn, có một luồng không khí tốt hơn nếu cửa gió điều hòa ghế thứ ba này cũng được trang bị đầy đủ như phiên bản trước đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của chiếc Santa Fe này thì về cơ bản cái tựa lưng này chúng ta có thể gập điện được. Có hai cách gập, một là nó có cái lẫy ở phần bên này, hoặc phương án thứ hai là các bạn có thể gập bằng nút gập điện ở phía sau từ hàng ghế thứ ba, khá là tiện lợi. Hàng ghế này thì chúng ta cũng có thể di chuyển tiến lùi như thế này, rất là ok. Hàng ghế thứ hai này thì lợi thế là ghế thứ ba khi chúng ta sẽ có cửa gió điều hòa phía sau và đặc biệt có cả hai cổng sạc cho cả hai vị trí. Bây giờ chúng ta hãy cùng lên khoang lái. Hyundai Santa Fe thế hệ mới về cơ bản thì xe cũng không có nhiều sự thay đổi ở vị trí khoang lái này, vẫn như thế hệ cũ, tay lái bọc da mạ bạc, có tích hợp đầy đủ tất cả các nút bấm khởi động thông minh, bao gồm cả chuyển chế độ lái này, nghe đàm thoại rảnh tay và cùng với đó là cruise control, chân ga tự động. Ngoài ra thì trên phiên bản này chúng ta cũng được trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng. Ở phần chính giữa này là một bảng đồng hồ tablo siêu sáng thế hệ hoàn toàn mới. Đây là phần nghe nhìn của xe. Xe vẫn được trang bị giống như phiên bản cũ, đó là 6 loa cao cấp đi kèm với đầu DVD thông minh, có tích hợp hệ thống dẫn đường định vị. Tuy nhiên thì cái thiết kế của cái màn hình này cũng khác biệt và nó giống Kona. Cá nhân tôi thấy là cái mẫu thiết kế này
tạo cảm giác xe sang hơn, giống như những chiếc xe Đức. Phần dưới này là cửa gió điều hòa, nút bấm khởi động start-stop, khởi động thông minh. Hệ thống điều hòa có đồng bộ và hai vùng độc lập, cùng với hệ thống lọc không khí nano bạc. Ở phía dưới này có một sự khác biệt một chút, đó chính là chúng ta sẽ được trang bị sẵn hai cổng sạc, một cổng USB, cùng với đó là hệ thống sạc không dây. Hệ thống sạc không dây chỉ xuất hiện trên Hyundai Santa Fe phiên bản cao cấp này. Ở phía dưới, vị trí cần số này chúng ta vẫn là cần số như thế hệ cũ này. Có nút shift lock và đầy đủ các chỉ số vị trí cần. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có nút driver mode chuyển chế độ lái này. Phanh tự động với chức năng giữ auto hold. Hệ thống hỗ trợ đổ đèo. Tắt bật cảm biến lùi. Và đặc biệt là vị trí camera view này có lẽ là một trong những thiếu sót mà Hyundai Santa Fe sẽ phải khắc phục khi xe không được trang bị hệ thống camera 360. Nhưng nút bấm view này vẫn được tích hợp và có lẽ đây là một hệ thống chờ mà sau này khách hàng sẽ sử dụng đến khi mà lắp đặt thêm bộ 360 độ. Chiếc Hyundai Santa Fe thế hệ này, điểm đặc biệt nhất có lẽ đến từ hệ thống dẫn động. Khi hệ thống dẫn động cũ 4WD đã được thay đổi hoàn toàn bằng một hệ thống dẫn động mới mà Hyundai Santa Fe gọi đó là HTRC. Với hệ thống dẫn động này thì xe sẽ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên thì cái lực dẫn động, hướng dẫn động và đặc biệt là cái công suất chia cho hai cầu cùng với 4 bánh phải trái trước sau sẽ được kết hợp một cách linh động tùy vào điều kiện thị trường. Với cái hệ thống dẫn động này thì chắc chắn rồi, xe của chúng ta sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn và đặc biệt là sẽ rất mượt mà trong quá trình vận hành. Giá bán của chiếc Santa Fe này hiện tại chưa được tiết lộ, tuy nhiên theo một số nguồn tin có thể sẽ rơi ở mức khoảng 1,3 tỷ đồng. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và đặt mẫu xe này, có thể liên hệ với số hotline bên dưới để được phục vụ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bài đánh giá tiếp theo.